các thông tin thú vị về Chiori trong Genshin, bạn của Ayaka. Mặc dù hiện tại sống ở Phong Tên nhưng hồi còn bé cô ấy sống ở Inazuma. Lúc nhỏ Chiori rất là ham chơi thích rong rủi khắp nơi và một lần tình cờ trèo vô nhà Kami Sato, Chiori đã có cơ hội được gặp Ayaka lúc cô ấy làm rơi đồ gần một bức tường. Chắc là chỗ này không hiểu bằng cách nào mà Chiori trèo lên đây được nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó cả hai vừa gặp đã thân và họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng tình bạn này kết thúc rất nhanh khi Chiori bị phát hiện và đưa ra khỏi phủ. Mõ rất hỗn là một nhà thiết kế rất là nổi tiếng nên cô ấy phải tiếp xúc với với rất là nhiều vị khách và không phải ai trong số họ cũng là người dễ nói chuyện có rất là nhiều vị khách rất hãm luôn tìm cách bắt bẻ và với tính cách thẳng thắng đụng là trụng luôn của mình thì chiori sao mà chịu ép vế được cô ấy sẽ chửi sấp mặt kẻ địch luôn nặng hơn thì nhất định sẽ bị ném ra ngoài kính cửa hàng của chiori phải thay khá nhiều lần trong tháng đấy chiori và kirara khi chiori còn ở inazuma có một con mèo với đôi mắt xanh luôn đi theo mỗi khi chiori ra ngoài tìm cảm hứng để thiết kế trang phục mới chú mèo này đặc biệt thích những tấm vải mà cô ấy mang theo đây chính là hồi kirara chưa hóa hình có thể xem như đây là một người người bạn thời Chiori mới tập làm thiết kế, mãi cho đến khi cô ấy rời Inazuma đến phong tên. Những câu chuyện thú vị trong Genshin, waifu Ganyu không có ảnh hồi bé, thì đa phần các nhân vật nữ trong Genshin lâu lâu sẽ có vài video về họ lúc còn nhỏ, để chúng ta có thể hiểu thêm về nhân vật trong đó có Ganyu ý tôi là đoạn lịch sử đen được bà cò nhắc đến rằng là hồi nhỏ Ganyu beo lắm. Chúng ta đã thấy được hình ảnh Ganyu siêu cute khi còn nhỏ nhưng chưa thấy được hình ảnh Ganyu mũ mỉm, người có thể đè được cả ma thần khi bé sẽ ra sao. Senhe người tu tiên của Tây Vát, thật ra ở lije có rất nhiều người tu tiên ví dụ như Siang Linh, Giao Giao, Yến Phi, tất cả bọn họ đều là đệ tử của tiên nhân nhưng chỉ có mình Sen He là người tập trung hết mình cho việc tu luyện này vì cô ấy đã từ bỏ được trần thế. Thường thì chỉ có các dịch đặc biệt Sen He mới rời khỏi núi thôi, tính ra cũng được hơn một năm rưỡi rồi mà Sen He chưa xuống núi đấy. Điểm khởi đầu, có thể anh em đã quên thì hiện tại nơi tôi đang đứng chính là điểm khởi đầu của tất cả các người chơi Genshin. Nơi cuộc hành trình bắt đầu bằng cách câu được Paimon từ con đường này chúng ta sẽ có thể chạy đến được thành Mon thành phố đầu tiên. Có thể nói là vô cùng hoài niệm luôn tính ra tôi đã chơi game này được tận 3 năm rồi còn anh em thì sao? những nhân vật trâu nhất mà tôi sở hữu trong Genshin. Zhongli tấm khiên cứng nhất của tôi có thể nói đây là nhân vật gần như không thể tách rời khỏi đội hình của tôi luôn đi đâu cũng phải mang anh ta theo bởi tấm khiên được tạo ra bởi thần lửa quá là mạnh có thể khắc chế gần như 80% quái vật trên lục địa Tây Vát chỉ cần có Zhongli trong đội hình thì không có chỗ nào là không khám phá được hiện nhân vật này của tôi đang có 55 khb Furina hỗ trợ sát thương tốt nhất thì bộ combo Furina Zhongli Nahida chính là bộ ba nhân vật không thể nào thiếu được mỗi khi tôi đi chạy mép đây chính là tổ hợp an toàn nhất của tôi luôn sân dùng kỹ năng nguyên tố thôi là quái sẽ tự ngã xuống, không cần phải làm quá nhiều thao tác. Ngoài tác dụng gây sát thương da, Furina với 39 KHB của tôi có thể hồi khoảng 4300 đến 4700 HB trong một lần đấy. Còn anh em thì sao? Chevrolet hỗ trợ cực ngon của tim quá tải. Thì đây là một nhân vật khá là đặc biệt có thể giúp bạn nâng tầm sức mạnh của tim quá tải lên cao nhất ở thời điểm hiện tại. Đúng hơn là giúp các chủ lực hệ lôi và hỏa lên một tầm cao mới. Ngoài ra dùng Chevrolet để săn bồ câu chỗ này khá là ngon đấy. Quay lại chủ đề chính thì đây là nhân vật có lượng HB cao thứ ba trong tim của tôi với 44 KHB. Lưu ý đây chỉ là nhân vật trong đội hình của tôi nha. Còn trong đội của anh em thì sao? Ai là người châu nhất? Những sự thật thú vị trong Genshin Hệ phong không có nhân vật tạo khiên Như anh em thấy thì hầu như tất cả các nguyên tố trong Genshin Tính đến nay đều có cho mình vài nhân vật có khả năng tạo khiên Nhưng chỉ riêng hệ phong là không có bất kỳ nhân vật tạo khiên nào Vì hầu như tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm đó Chính là không thể bảo vệ được người bạn của mình Vì thế nên tấm khiên của hệ phong có cũng như không tóc của các vị thần sẽ phát sáng mỗi khi dùng nộ thì vụ này chắc anh em cũng không xa lạ gì nữa rồi đây là điểm đặc biệt của họ đấy thường thì tóc của họ sẽ sáng lên từ giữa và cuối đuôi tóc như thế này nhưng chỉ riêng trường hợp của chị mavika là ngoại lệ khi chị ấy dùng trạng thái hóa trao của mình thì toàn bộ tóc sẽ được đổi màu y như là sút bơ say ra vậy cực kỳ là cháy luôn hệ nham không hề có nhân vật lịch red lại là câu chuyện lịch red luôn thuộc đây thì nếu như anh em để ý kỹ thì kể từ khi ra mắt cho đến nay thì hệ nào trong Genshin cũng sẽ có một nhân vật lịch red chủ chốt chúng ta gọi họ là thất hoàng lịch red nhưng điều kỳ lạ là cho đến tận bây giờ thì hệ nham vẫn chưa có đại diện nào ứng cử vào vị trí này hết đúng là hệ chỉ chơi một mình có khác ngoài ra thì vùng đất inazuma là nơi duy nhất không có lấy một nhân vật nào lịch red đại diện trong khi các nơi khác đều có vì sao liyue là vùng đất kỳ bí nhất trong Genshin? xin tiên nhân dưới gốc cây một câu chuyện cổ ở liyue theo lời kể thì vị tiên nhân này sẽ ở dưới gốc cây và chờ đợi những con người hữu duyên giá mất tính tiên nhân cụ thể hơn là che anh ta lùn bằng một cách vô cùng thân thiện anh ấy sẽ đứng dưới cây để giải thích cho bạn về ý nghĩa nhân sinh là bất kính tiên nhân thì không tốt còn vì sao lại ở dưới cây thì là do khi ở dưới cây bạn sẽ có cảm giác mình không còn nhỏ bé nữa Hu Tao người nắm giữ hai cõi âm dương, có thể thấy vùng đất Liseu vô cùng là rộng lớn nhưng đến hiện tại chỉ có mình Hu Tao là là độc quyền về công việc bán gỗ xưa này. Theo các ghi chép cổ xưa mới bịa ra thì Hu Tao hiện đang nắm giữ hai cõi âm và dương của lục địa Tây Vát. Công việc chủ yếu của cô ấy là đưa tiễn những người đã khuất vì thế nên cô ấy mới có thể độc quyền được ngành nghề này. Chi Chi và Cờ Trinh, hai chiến thần hủy diệt, có thể bạn đã biết thì đây là hai nhân vật có thể dễ dàng phá hủy ý chí chiến đấu của bất kỳ ai trong chúng ta ở đây. Người sẽ luôn luôn xuất hiện trong mỗi dịp một nhân vật mới hay chạy lại. Theo một điển tịch cổ xưa do tôi bịa ra thì Chi Chi và Cờ Trinh cùng với năm thực thể toàn năng khác chính là ứng cử viên cho vị trí thần hủy diệt tiếp theo, với danh hiệu kẻ ngáng đường vĩ đại nhất. Bà Hoàng trả giá trong Genshin gọi tên Candace thì mới đây thôi trong Genshin vừa có một sự kiện mới gọi ngắn gọn là chuẩn bị quà sinh nhật cho Nahida thì trong event này chúng ta sẽ được đi dạo cùng Candace để đi mua sắm. Có thể nói sau khi khi đi chung một thời gian thì mới biết thì ra Candace cũng là một người rất chú ý đến giá cả hàng hóa. Đầu tiên là màn thương lượng với ông chủ quầy đồ ăn về giá món ăn, nhất quyết phải có khuyến mãi vì mua nhiều. Từ 29.000 mora cô ấy đã có thể hạ nó xuống còn 20.000 mora vì thế khách quá sột đen là ông chủ đã ưu đãi cho Candace 20% giá trị món ăn. Kế đến là màn chém giá với Dory. Như anh em đã biết thì Dory là một thương gia có thể nói là giỏi nhất của Sumeru, gần như rất là khó để chiếm được lợi từ cô ấy. Nhưng với Candace thì không, từ một thông tin giá 200.000 mora với sự khéo léo của mình thì Candace đã hạ nó xuống chỉ còn 30.000 mora, khiến Dory cũng phải khiếp sợ với màn trả giá này, gần như là không có lối thoát nhưng nghĩ đến lợi ích của việc được người bảo vệ của làng Aru cho phép giao thương ở vùng đất mới này, Dory cũng phải ngậm ngùi đồng ý. Để an ủi bản thân, Dory đã trích ra 500 mora để mời thương nhân đá quý đi ăn hàng rong để hỏi tung tích về thông tin mà Candace cần, những thông tin thú vị mà ai cũng biết trong Genshin. Hệ băng lâu gì run vãi trưởng, có thể nói đây chính là một trong các nguyên tố có số lượng nhân vật gì run chậm bậc nhất trong Genshin, gần như là một aura luôn rồi không cần biết nhân vật đó mạnh và được yêu thích ra sao thì chỉ cần là hệ băng thì sẽ auto dính cái aura này. Senhe là một ví dụ điển hình giờ cô ấy chắc đang ở dưới đáy đại dương luôn rồi. Nhân vật lịch Red từng có banner riêng, Kevin, Titnazi, Deja. Đây chính là ba nhân vật cũng từng có cho mình một quả banner riêng. Có thể nói đây chính là khoảng thời gian vinh quang nhất của các nhân vật này được người người săn đón. Nhưng kể từ khi được thêm vào banner thất hoàng lịch dây thì người chơi ai cũng né họ như là né tà vậy. Không bao gồm Kevin của tôi nha, dù ai nói gì thì đây mãi là waifu của tôi, cung mệnh đáng sợ nhất game. C6 của Chi Chi có thể nói khi nhắc đến Chi Chi thì không ai trong chúng ta là không phải hít một hồi hơi lạnh bởi độ phủ sóng của cô ấy ở lục địa Tây Vát quá là mạnh mẽ. Dù ở bất kỳ chỗ nào ở Tây Vát chỉ cần bạn dám bấm cái nút này thì tỷ lệ cô ấy xuất hiện sẽ là 50-50. Người mà đạt tới được năng lực khởi tử hoàn sinh của Chi Chi thì chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều đắng cay. Anh em nào có được C6 của Chi Chi rồi thì comment bên dưới nhé. Tôi mới lên được C3 thôi. 1001 câu chuyện thú vị trong Genshin, kẻ phụ bạc nhất Tây Vát Chelsea, si, một thủy thủ của cảng Lizue nổi tiếng với sức mạnh mạnh mẽ có thể đánh bại được cả hải thú khổng lồ, hơn nữa lại còn là một người rất là trung thủy chỉ yêu một lúc có ba người bạn nghe không sai đâu đích thị là ba đấy tên này có hẳn sáu hộp sữa trong khi chúng ta chẳng có hộp nào cùng nhìn xem những cô gái đó là ai nhé cc một cô gái của cảng biển ly bạn sẽ tìm thấy cô ấy khi chạy đến vị trí này ở ly một cô gái đáng thương đứng nhìn ra biển và chờ đợi người mình yêu về trong khi người cô chờ còn không có ý định quay lại hơn nữa trong khi quen cô thì hán còn lén đưa thư qua lại với cô gái khác đương nhiên hành vi này cả hai cô gái đều không biết cui ơ một cô gái ngây thơ làm việc tại châu điền phường bị cuốn hút bởi các câu chuyện của chelsea si và đem lòng yêu hắn cả hai người hứa hẹn sẽ ở bên nhau. Chelsea hứa là sau chuyến đi biển này thì sẽ về đón cô nhưng không nói rõ là khi nào. Nói xong thì hắn phủi đít ra biển xong biến mất tăm luôn. Tatane, một nghệ sĩ đường phố sống ở Sumeru, cũng là một cô gái đáng thương bị tên Chelsea này phụ bạc. Mặc dù đã vượt qua được đổi đau bị phản bội nhưng cô ấy vẫn chưa thể bỏ qua được cho tên này. Hiện cô ấy đang dành dụng Mora để thuê Eremit dạy võ để có thể qua Lizue và đấm vào mồm tên phụ bạc Chelsea. Đây là Hu Tao, đường chủ thứ 77 của vãng sinh đường, một cô bạn xinh xắn, dễ thương và cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi tội hơi phẳng, cô ấy từng sở hữu cho mình danh hiệu DBA hệ lửa mạnh nhất trong lịch sử của tựa game này nhưng hiện tại vì muốn tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh gỗ xưa của mình nên chị đã nhường lại danh hiệu này cho daddy arler người sở hữu cho mình thanh vũ khí lỗi nhất game mang tên homa nhờ độ lỗi của món trang bị này nên chúng ta đã có được tính năng định chuẩn trang bị tính năng này mà không có thì xung quanh chúng ta chắc chắn chỉ toàn đường cùng của sói Tao còn có cho mình một linh hồn bảo vệ tên gì thì tôi không biết nhưng mỗi khi buồn chán cô sẽ cầm nó lên để quay như thế này ngoài ra cô ấy cũng là người đầu tiên có thể bắt một vị thần làm việc cho mình hơn nữa lại còn là người tạo ra vùng đất nơi cô ấy sống. Mỗi tội ông thần này khá phiền vì lần nào ra ngoài ăn cũng quên mang ví làm đường chủ lần nào cũng phải chạy ra xin lỗi. Ngoài công việc bán gỗ xưa của mình ra cô ấy còn là một rapper chuyên hát nhạc lễ hội. Ở đâu có tiệc là ở đó có hu tao. Có thể nói cô ấy là một người rất là nhiều năng lượng. Mặc dù công việc kinh doanh không được tốt lắm nhưng cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Những nhân vật lớn tuổi trong Genshin, Faruzan, học giả U100 cộng của Sumeru, người đầu tiên xuất hiện trong hội bất lão của Tây Vát mặc dù tuổi đã ngoài 100 nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như thiếu nữ 20. Thứ mà chị em nào cũng khao khát thực chất cô ấy có thể giữ được tuổi xuân là nhờ vào một lần đi khám phá di tích và vô tình bị kẹt lại trong một chiều không gian đặc biệt. Ở đây thời gian trôi qua nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể. Khi ra khỏi di tích thì 100 năm đã trôi qua. City Lali U200, nhân vật mới sẽ được ra mắt sắp tới trong Genshin. Người ba với cực kỳ nhiều biểu cảm và sắc thái lại vô cùng dễ thương. Không những thế lại còn rất cá tính. Tôi không rõ vì sao bà lại có thể giữ lại được ngoại hình hồi trẻ của mình. Nhưng không sao điều này không quan trọng lắm. Cùng nhau chờ bà ấy chạy banner để có thể zon về nào. Furina U500, có thể nói cô ấy là một nhân vật vô cùng đặc biệt vì cô ấy từng đảm nhậm vị trí là thần của phong tên nhưng giờ thì về hưu rồi có thể nói là cuộc sống khi về hưu của cô ấy rất là tuyệt vời luôn rảnh thì sẽ đi dạo phố vui thì đi làm đạo diễn phim buồn thì rủ đồng nghiệp cũ đi chơi có thể nói là một cuộc sống vô lo vô nghĩ luôn đừng thắc mắc cô ấy lấy mora ở đâu để tiêu xài mora cô ấy xài chính là đồ tích chữ được trong 500 năm làm diễn viên đấy tạm thời tôi chỉ nhớ mỗi ba người này thôi còn các nhân vật khác thì quên mất tiêu rồi ai nhớ thì comment với không tính các tiên nhân và thần nhé bọn họ sẽ để dịp sau lý do khiến bạn nên có nahida trong genshin nhân vật hỗ trợ ngon nhất có thể nói nếu anh em đang thiếu một Nhân vật hỗ trợ có khả năng gánh tim và bất chấp mọi loại quái trong la hoàn thì Nahida là lựa chọn hoàn hảo nhất Bộ kỹ năng của Nahida Tăng cực kỳ là nhiều sát thương phản ứng nguyên tố cùng với bút tinh thông cho nhân vật trong đội hình Nhiều đến cỡ nào thì tôi không biết nhưng khi bật anti lên thì các nhân vật có hệ là hòa, lôi vào thủy điều thành bố của bọn quái Liên kết và thu thập mọi thứ, kỹ năng nguyên tố của Nahida cho phép cô ấy gắn một sợi dây liên kết lên tất cả các con quái mà cô ấy thấy trên sân như thế này, gây sát thương nguyên tố thảo đồng thời gắn cho chúng một hạt giống tên là Skanda. Ở điều kiện bình thường thì không sao nhưng khi tác động với ba nguyên tố này thì hạt giống sẽ bùng nổ sát thương, tinh thông Nahida càng nhiều nổ càng đau. Ngoài ra kỹ năng này có thể giúp Nahida thu thập các loại nguyên liệu thực vật từ xa vô cùng là hiệu quả. Nói chung thì Nahida là is the best, một nhân vật nhất định phải có trong đội hình, vì độ hữu dụng rất cao lại còn rất là dễ build. Chỉ cần tập trung cho cô ấy 600 tinh thông còn lại thì cứ thoải mái, 60 tỷ lệ, 150 sát thương là đẹp. Chúc anh em may mắn, trong banner Nahida, ai mà ra chi chi thì xin chia buồn nhé. Đặc điểm của các khu chợ trong Genshin, Montas là thành phố khởi đầu, có thể nói quả đúng là thành phố của sự bình yên ở đây không hề có nhiều khu chợ như các nơi khác ngoài các cửa hàng trái cây ra thì chỉ có mỗi mình cửa hàng của Sara là bán thịt thôi thứ được phổ biến nhiều nhất ở Montas đó chính là các cửa hàng đồ uống của Diluc đi đâu cũng sẽ thấy Liyue cảng giao thương lớn nhất của lục địa Tây Vát ở đây có bán rất là nhiều loại đặc sản của địa phương họ bao gồm như rau củ quả đồ gốm đồ đan bằng tre thậm chí cả lẩu khoáng sản vân vân nhưng đặc biệt nhất là ở đây có rất là nhiều thức uống lúa mạch nếu anh em đi dạo quanh cảng biển thì sẽ thấy có quá trời trung đựng luôn Inazuma nơi để ăn uống và ngắm cảnh. Ở Inazuma đa phần điều là các quán ăn nên là khi đến đây bạn sẽ không cần lo bị đói. Cứ đi khoảng 3 mét thì sẽ thấy một xe đồ ăn hoặc một cửa hàng. Mặc dù ở gần biển như người dân Inazuma rất ít bán cá, vài chính là vật phẩm được thấy nhiều nhất ở các cửa hàng ở đây. Sumeru là một thành phố ở trong rừng sâu nên là đặc sản chính ở nơi đây chỉ có mỗi trái cây là đa dạng thôi. Điểm đặc biệt là chợ ở Sumeru là không chỉ bán đồ ăn trên đường không thôi, họ còn mở chợ cả ở dưới đất, quá là sáng tạo luôn. Ngoài ra ở Sumeru có rất nhiều thuyền buồm đấy con nào cũng siêu to khổng lồ luôn nát lan quốc gia của du lịch thì đa phần mọi thứ ở nát lan đều dành cho các khách tham quan nên là khu chợ của họ đa phần là bán đặc sản của địa phương thôi chợ nát lan toàn là đồ thủ công hầu như rất ít đồ để ăn điều đặc biệt chính là con người và loài rồng ở nát lan sống rất hòa thuận về phần phong tên thì gần như là họ không có chợ luôn ở đây quá là hiện đại chỉ có các cửa hàng và quán ăn lớn thôi chả thấy ai bán hàng rong cả